Cà phê Trung Quốc 17 tệ. Trung Quốc cà phê 17 khoai tiền. Trung Quốc cà phê 17 khoai tiền. Hay nói bia 3 tệ rưỡi. Pí chiều 3 khoai 5. Pí chiều 3 khoai 5. Bia 3 tệ rưỡi một chai. Pí chiều 3 khoai 5 y piếng. Pí chiều 3 khoai 5 y piếng. 2 chai 7 tệ. 2 bình 7 khoai. 2 bình 7 khoai. Hay nghe từ lại, thêm. Âm Hán Việt là tái, giải. Giải. Hay nói tạm biệt, nguyên văn là tái kiến. Giải triển. Giải triển. Hay nghe mua thêm. Giải mãi. Giải. Giải. Mãi. Giải mãi. Mua thêm một chai. Zài mái yì piếng. Zài mái yì piếng. Mua thêm một chai bia. Zài mái yì piếng pí chiều. Zài mái yì piếng pí chiều. Bây giờ là từ nước ngọt có ga. Chì sủi. Âm Hán Việt là khí thủy. Chì. Chì. Sủi, sủi, chì sủi, chì sủi. Một chai nước ngọt có ga. Yì bình chì sủi. Yì bình chì sủi. Mua thêm một chai nước ngọt có ga. Zài mái yì bình chì sủi. Zài mái yì bình chì sủi. Uống nước ngọt có ga. Hơ chì sủi. Hơ chì sủi. Tôi không uống nước ngọt có ga, tôi uống cà phê. Wǒ bù hē qì shuǐ, wǒ hē kā fēi. 我不喝汽水，我喝咖啡。 Từ sủi trong chì sủi là nước, hai chai nước. 两瓶水, hai chai nước có ga. 两瓶汽水, hai chai bia. 两瓶啤酒. Tôi lấy hai chai nước. 我要两瓶水. 我要两瓶水. Lấy thêm một chai nước có ga. 再要一瓶汽水. 再要一瓶汽水. Lấy thêm. 再要. Mua thêm. Giải mãi. Các cậu đều uống nước có ga à? Nì mèn đâu hơ chì sủi mà? Nì mèn đâu hơ chì sủi mà? Không, anh trai mình uống bia. Bù, wǒ gē hē pí jiǔ. 不，我哥喝啤酒. Mình và bạn gái mình uống nước có ga. 我和我女朋友喝汽水. 我和我女朋友喝汽水. Hay nghe từ tổng cộng, 一共.
Âm Hán Việt là nhất cộng. Yi. Yi. Cùng. Cùng. Yi cùng. Yi cùng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Yi cùng tuô sào qiān. Yi cùng tuô sào qiān. Hãy nói lại xe buýt. Cùng cùng chỉ chơ. Cùng cùng chỉ chơ. Xe buýt số 21 và số 106. Y lù hờ 106 lù cùng cùng chỉ chơ. Bây giờ hãy nhắc lại, hai chai bia và một chai nước có ga tổng cộng bao nhiêu tiền? Lẻng bình bí chiều hờ y bình chi sủi y cùng tuô sả chén. Lẻng bình bí chiều hờ y bình chi sủi y cùng tuô sả chén. Tổng cộng 10 tệ. Y cùng 10 khoai. Tổng cộng 20 tệ. Y cùng 20 khoai. Tổng cộng 95 tệ. Y cùng 95 khoai tiền. Y cùng 95 khoai. Tổng cộng 9 tệ rưỡi. Y cùng 9 khoai 5. Y cùng 9 khoai 5. Hãy nói lại, hai chai bia 7 tệ. Lẻng bình bí chiều 7 khoai. Một chai nước có ga 2 tệ rưỡi. Y bình chi sủi 2 khoai 5. Y bình chi sủi 2 khoai 5. Tổng cộng là 9 tệ rưỡi. Y cùng sư 9 khoai 5. Y cùng sư 9 khoai 5. Hãy nghe đơn vị hào trong tiếng Trung. Máu. Máu. Năm hào. Ủ máu. Ủ máu. Một hào bằng 1 phần 10 tệ. 9 tệ rưỡi. Chiều khoa ủ. 9 tệ 5 hào. Chiều khoa ủ máu. Chiều khoa ủ máu chén. Tổng cộng là 9 tệ 5 hào. Y cùng sư 9 khoai 5 máu chén. Y cùng sư 9 khoai 5 máu chén. Tổng cộng là 90 tệ 5 hào. Y cùng sư 90 khoai 5 máu chén. Y cùng sư 90 khoai 5 máu chén. 7 hào. 7 máu. 6 hào. 6 máu. Bia và nước có ga tổng cộng 9 tệ rưỡi. Bí chiều hờ chi sủi y cùng 9 khoai 5. Bí chiều hờ chi sủi y cùng 9 khoai 5. Hãy nghe từ cho. Cẩy. Cẩy. Cho anh. Cấy nỉ. Cấy nỉ. Cho cậu tiền. Cấy nỉ chén. Cấy nỉ chén. Cụm từ cấy nỉ chén còn có nghĩa là trả anh tiền này,
给你钱，给你钱。Hãy nói cho tôi cà phê. 给我咖啡。Cho tôi một chai bia. 给我一瓶啤酒。给我一瓶啤酒。Và hai chai nước có ga. 和两瓶汽水。和两瓶汽水。Anh à, cho em chìa khóa. Cơ, cái bộ giao sử. Chìa khóa gì cơ? Sở mấy giao sử? Chìa khóa xe đạp của anh ấy. Nhi tự hình chơ đề giao sử à? Nhi tự hình chơ đề giao sử à? Bây giờ em có việc. 现在我有事。我现在有事。Hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. 大卫要买什么？大卫要买什么？大卫买几瓶啤酒？大卫买几瓶啤酒？啤酒多少钱一瓶？啤酒多少钱一瓶？啤酒三块三一瓶吗？啤酒三块三一瓶吗？大卫买汽水吗？大卫买汽水吗？他买几瓶汽水？他买几瓶汽水？汽水多少钱一瓶？汽水多少钱一瓶？两瓶啤酒多少钱？两瓶啤酒多少钱？三瓶汽水多少钱？三瓶汽水多少钱？一共多少钱？一共多少钱？一共是十块钱吗？一共是十块钱吗？你知道河内啤酒多少钱一瓶吗？你知道河内啤酒多少钱一瓶吗？Bài học hôm nay đến đây là hết.